Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách xoay video ở trong phần mềm Adobe Premiere CC. Thì nhiều lúc mình quay video nó bị ngược, mình muốn cho nó quay lại. Mọi người làm như sau, ví dụ như video của mình như thế này. Cái đồ không? Mày chưa, Nó sẽ bị ngược. Để mình sẽ xoay lại. Mình nhấp đắp chuột ở đây, đắp chuột trái vào đây để mình chỉnh nhỏ lại. Rồi khung. Thì mọi người chỉnh vào Effect Control và ấn vào chỗ Motion này. Ấn đây. Rotation để xoay cho 90 độ. Nó sẽ quay lại ngược lại. Con nãy giờ làm mệt lắm hả? Nó sẽ xoay lại. Rất là phấn tôi. Như vậy là mình đã chỉnh xong cái xoay màn hình cho mọi người. Nếu mà chỉ muốn chỉnh lại bình thường thì là không. Xin được. Mọi người tùy chỉnh cho xoay cho phù hợp với video của mình. Mình cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người hãy subscribe kênh để tiếp tục theo dõi các video hướng dẫn khác. Cảm ơn mọi người. Chào mọi người, hôm nay sẽ hướng dẫn với mọi người cái cách tạo hình mặt trời video này. Theo mình nhé, thì mọi người mã chế xong lên tạo conversion nên mình tạo 10 giây nhé. Up, màu nền nhớ là chọn 17 17 17 màu đen nhé. Ok, bấm test. Replay một test nữa xin đồ xin đồ với mọi người thích chữ phong chữ độ lớn rồi giãn cáp mọi người trên đây nhé, tùy theo mọi người. Đó. Làm đơn sơ cho mọi người thấy nhé. Rồi bây giờ chờ cái channel đi. Subscribe. Tạo thêm một cái sau. Đặt tên gì cũng được để mình dễ nhớ nha. Kéo xuống dưới. Rồi tìm hiệu ứng. Cho cái bấm phím gà rồi vào nút bên này, này. Xong rồi vẽ theo thứ tự phóng to lên, bấm nút hát di chuyển. Hãy dùng phím tắt phím gà nhé mọi người. Yeah.
sao. Chỉnh lại cho màu đây. Chơi sáng mà người phóng to chỉnh lại như đây xem. Số mọi người chỉnh lại như đây. Hiện nay mình chạy những hiệu ứng chạy thì là bấm vào nút em này. Ok, chờ mình một tí đi, em mình cho biết không. Chạy đến khoảng 4 giây đi. Chờ. Chờ tết thử nhỉ. Chụp phải nhớ bấm như thế này nha mọi người. Ok. Bấm thúc bích. Xong một cái hiệu ứng chữ vai một một người muốn đổi màu này vào đây. Đây mình đổi màu thôi. Này chữ channel cho nó hiện này. Bấm quy này là bấm vào đây. Nhầm rồi. Để nhớ là đừng có chọn cái nào hết. Mình bấm này. Bôi lên lại. Rồi cho chân nó. Mình chọn thay Metasila chỗ sát đây là một chỗ trên thầu chỗ chú ý chỗ vừa đê xong chạy hết ở đây chạy chạy, chạy xong thì mình bấm luôn xem lượng chê vẫn đi lượng.
Trời đơn giản. Hẹn mọi người vào những video hướng dẫn tiếp theo. Cảm ơn mọi người, hãy nhớ subscribe kênh của mình. Xin cảm ơn.